Số 13 Phố Minh chương 630, Sự bá đạo của chó săn ba. Đúng vậy. Là đồng xu của va rác. Neo đứng trước đồng xu, nói, đây chính là nguồn gốc tội lỗi. Đội trưởng, bản thân nó chắc hẳn là rất tinh khiết, nhưng chính là bởi vì nó quá tinh khiết, cho nên ngược lại có thể dễ dàng khơi gợi ra phần u tối trong nội tâm của người chạm vào nó. Thật sao, thì ra là như vậy à. Neo cúi người, chuẩn bị nhặt lên cái đồng xu này đội trưởng không thể trực tiếp chạm vào nó không có việc gì tôi chỉ là muốn biết thứ mà tôi muốn và tôi còn sống vì cái gì sau khi irina chết tôi đã suy nghĩ rất lâu mà không thể tìm ra đáp án tôi thấy tôi đang sống cuộc đời này dựa theo quán tính của mình nói xong neo dùng tay của mình nhặt đồng xu lên đồng thời còn cầm nó lại gần trước mặt cẩn thận vuốt vuốt karen yên lặng lui về phía sau hai bước do dự có cần phải triệu hồi áo giáp hải thần ra nữa hay không ai neo thở dài vứt đồng xu va rác xuống dưới đất sau đó bắt đầu thực hiện việc phong ấn từng lớp phong ấn bao phủ xung quanh đồng xu ánh sáng của nó cũng dần dần yếu đi cho đến khi biến mất không thấy gì nữa đội trưởng karen cẩn thận từng chút một mà hỏi neo nở một nụ cười nhạt nói bi ai nhất không phải là do nó kích thích ra lòng tham của bản thân mình mà là lúc cầm nó chính ta cũng không biết bản thân mình đang muốn cái gì hả đồng xu va rác vậy mà hoàn toàn không có tác dụng gì đối với neo sao cậu tìm một bộ quần áo rồi bọc nó lại cái này không có cách nào để nuốt riêng bởi vì hai tiểu đội đòn roi kỷ luật cũng vì nó mà đánh mất chính mình có vụ án trước đây của dịch phía trên chắc chắn có thể đoán ra được nguồn gốc từ đâu để tôi làm sao karen hỏi bởi vì tôi lo rằng nếu để cho ta đem nộp cái đồng xu này lên trên trong một khoảng thời gian rất dài cậu sẽ cho rằng ta bị cái đồng xu này thao túng, cho nên, vì để tránh cho cậu suy tưởng ra những suy đoán nhàm chán này, cậu phụ trách việc cất giữ và nộp nó lên trên đi. Làm sao có thể, tôi rất tin tưởng đội trưởng. a à, Karen cởi áo khoác của mình ra, hai tay bọc vào áo khoác, chạm vào cái đồng xu đã được bao phủ bởi rất nhiều lớp phong ấn kia. Nếu như cậu muốn biết mình muốn cái gì, muốn đối mặt trực tiếp với sự tham lam của mình, Tôi có thể giúp cậu gỡ phong ấn ra, để cho cậu trải nghiệm một chút. Không cần, đội trưởng, có đôi khi tôi cảm thấy việc tự lừa dối chính mình cũng rất tốt, tự mình xé xuống lớp da trên mặt mình thì thường sẽ rất đau đớn. Câu này trả lời rất thỏa đáng. Lúc Karen bọc đồng xu lại, đột nhiên, trong lòng của anh rung động, mơ hồ trong lúc đó, anh cảm giác được một loại dục vọng nào đó trong lòng mình đã được gợi ra, trong đầu của mình cũng bắt đầu xoay chuyển giống như đang có những hình ảnh hiện ra để mê hoặc mình đồng xu va rác đã được đội trưởng phong ấn xong lúc nãy vẫn như cũ có sức hấp dẫn đáng sợ đến vậy nhưng vào lúc này karen chợt nghe thấy một tiếng gọi giống như là một chậu nước lạnh trực tiếp dội lên trên linh hồn của mình anh karen một tiếng gọi thanh thúy vang lên bên tai của karen karen phát hiện ra mình đang đứng trong một không gian tối tăm bên trong vùng không gian này có từng bệ đỡ hình vuông bên trong có rất nhiều đồ vật đáng sợ bị phong ấn nơi này là nơi nào anh karen karen xoay người anh nhìn thấy một cái hộp đựng hình lập phương ở trên một cái bệ màu xanh ở bên trong hộp phía trên lớp vải đệm màu vàng có để một đồng xu va rác nhưng đồng xu này cũng không phải là đồng xu mà karen đang cầm trên tay anh karen thật sự là anh à lúc này karen phát hiện ở trên ở trên bệ xuất hiện bóng dáng của một cô bé cô đang ngồi ở trên bệ đung đưa hai cái chân lo gia anh karen thật sự là anh đấy à cho nên nơi này là nhà kho phong ấn của trật tự thần giáo sao anh karen là thông qua các đồng xu khác để cảm ứng được em sao vậy cái này đồng xu này cũng không có sinh ra khí linh có lẽ chính dịch cũng không biết em không chỉ là khí linh của cái đồng xu trong tay ông ta em cũng là khí linh của những đồng xu chưa sinh ra khí linh khác cô ở chỗ này vẫn khỏe chứ karen hỏi không tốt đâu cực kỳ buồn chán và nhạt nhẽo đấy nơi này phong ấn rất nhiều đồ vật có vài thứ ngay cả em cũng thấy sợ đấy nhưng cũng không có nhiều khí linh được sinh ra tính tình của mấy cái khí linh kia của cũng tốt lắm cả ngày đều đang bí mật mưu tính để tìm cách phá vỡ phong ấn rời khỏi nơi này ha ha cái đề tài này bọn chúng đã thảo luận với nhau cũng khoảng hơn nghìn năm rồi không thậm chí có lẽ đã thảo luận trong suốt một cái kỷ nguyên ha 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 nhưng có lẽ bọn chúng vẫn như cũ không biết mệt chỉ có điều là ý thức của anh karen vào đây bằng cách nào vậy thật ra cho dù anh đang cầm một cái đồng xu khác cũng không có khả đưa ý thức vào nơi này xem ra quả nhiên anh karen không giống người bình thường không hổ là anh đẹp trai đầu tiên mà em thấy vừa ý phải khác với người bình thường chứ tôi anh karen cũng là người của trật tự thần giáo à vậy anh phải nhanh nhanh leo lên trên cao nha như vậy thì có thể có cơ hội đưa em ra khỏi chỗ này từng lần trước em có hỏi thăm xem cần bao nhiêu phiếu điểm để đổi em ra ngoài hình như đằng sau dãy số có rất nhiều số không thì mà lại chỉ dựa vào phiếu điểm thì không đủ còn cần có địa vị và công lao tương ứng chỉ là em tin tưởng anh karen rất nhanh sẽ đến đón em có phải không nào a à, nhân viên quản lý không gian phong ấn có vẻ đã phát hiện ra có ý thức từ phía ngoài tiến vào anh karen mau đi ra đi chớ để cho quản lý phát hiện. Ông Ý thức của Karen trở về cơ thể của chính mình, sau đó trông thấy Neo đang đứng trước mặt mà ngắm nghía mình. Đội trưởng Cậu thất thần hết 59 giây. Tôi không có bị mê hoặc. Từng, tôi tin tưởng cậu không bị mê hoặc, bởi vì người bị mê hoặc cũng sẽ không nhớ kỹ tính từng giây như lúc gọi điện thoại, bởi vì sau khi một phút trôi qua thì phải tính cước như hai phút lúc nãy neo bỗng nhiên đưa tay vỗ vai fanny fanny mở mắt ra tôi cảm ứng được một tiểu đội đòn roi kỷ luật đang đến gần phát tín hiệu đi có thể chôn chiến lợi phẩm rồi đúng đội trưởng fanny lại bắn thêm một viên đạn phát tín hiệu lên trời neo nói với karen yên tâm chiến lợi phẩm sẽ được liệt kê thành một danh sách đồ vật và vật liệu có thể dùng được sẽ ưu tiên để lại cho các đội viên không cần đến sẽ thống nhất bán vào chợ đen sau đó chia ra cho mọi người trong đội được rồi đội trưởng tôi không có ý kiến từng rất tốt bây giờ cùng ta đến chặng đường cái tiểu đội sắp đến kia tranh thủ thêm một chút thời gian cho đám người kia xử lý xong đống chiến lợi phẩm chủ yếu là khảo sát chất lượng của bọn họ nếu như bọn họ vừa yếu vừa không nghe lời khuyên vậy phải làm thế nào vậy cũng chỉ có thể xem bọn họ như là cái tiểu đội thứ ba bị mê hoặc mà thông báo lên trên thôi karen đi theo neo tới một chỗ dốc núi từ nơi này có thể nhìn thấy một tiểu đội đang leo lên dốc núi bọn họ không lưng duy trì đội hình chiến đấu tốc độ di chuyển được duy trì rất đều đặn neo bình luận một bầy việc rất tầm thường nếu như là một tiểu đội tinh nhuệ thì bọn họ đã ngồi xe đến gần hơn nữa mà không phải từ sớm đã bắt đầu chấp hành quy luật của chiến thấu di chuyển chậm chạp mò mẫm tiến về phía trước cẩn thận đồng nghĩa với việc họ hơi chột dạ neo nhìn về phía karen hỏi có phải cậu cảm thấy tôi hơi phiến diện hay không 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 có tôi tin tưởng kinh nghiệm của đội trưởng vẫn biết cẩn thận là đúng nhưng giống như đôi lúc cậu chỉ có thể khống chế chính bản thân cậu vậy chỉ khi nào tiểu đội của cậu có thực lực cực kỳ mạnh thì cậu rất khó quy định đội viên của cậu phải duy trì loại cẩn thận này nếu như về sau cậu có tiểu đội của riêng mình nhất định cần chú ý đến vấn đề này bọn họ sẽ nâng cậu lên nhưng đồng thời cậu cũng sẽ bị bọn họ uy hiếp chỉ là cũng không phải không có cách giải quyết nếu như cậu có thể làm bản thân mình có hành động cực đoan hơn cả bọn họ thì ngược lại bọn họ sẽ trở nên kiềm chế hơn ví dụ như bọn họ thường khuyên tôi phải cẩn thận phải chú ý tôi hiểu rồi đội trưởng từng mặt khác có những lúc dù mình là người trong cuộc cũng rất khó để nhìn thấy rõ ràng mọi việc bởi vì chính cậu cũng không có cách nào nhìn thấy mặt mình ý là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường sao nhưng vì sao tự dưng đội trưởng lại nói thêm câu nói đó không có cách nào nhìn thấy mặt mình neo mở hai lòng bàn tay ra một tia sáng trật tự thoáng hiện lên tiểu đội phía trước lập tức ngẩng đầu phía trước có nguy hiểm đề nghị mọi người tạm thời dừng bước đội trưởng neo tiểu đội trưởng của đối phương hô lên ồ cậu biết tôi ngài từng đã cứu tôi thật sao không cần để tâm quá đâu bởi vì tôi không nhớ rõ cậu đối phương không những không tức giận mà ngược lại rất bình thản hỏi thăm đội trưởng neo có thể nói cho tôi phía trước đã xảy ra chuyện gì không có một chút phiền phức nhưng vẫn ở trong vòng khống chế đã tiêu diệt hai tiểu đội rồi các cậu cứ nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi bởi vì tôi không muốn các cậu đến cướp đoạt công lao của chúng tôi được rồi đội trưởng neo tất cả thành viên của tiểu đội này đều bắt đầu nghỉ ngơi rất tốt, một bầy vịt rất ngoan ngoãn. Neo quay đầu nhìn về phía Karen, cậu không cần vứt đồng xu ra trước mặt bọn họ. "Vâng, đội trưởng." Lần đầu tiên chuẩn bị làm loại chuyện đen ăn đen này. "Không, là loại chuyện ăn không trắng này." Trong lòng Karen vẫn hơi căng thẳng, cùng với đó là cảm giác đạo đức ràng buộc không quá nặng nề. Tiểu đội này nghỉ ngơi trên sườn núi tròn 20 phút, mãi cho đến khi có tiếng động từ những hướng khác truyền tới. "Tốt." chúng ta có thể đi về. Tôi nghĩ những gì nên dọn dẹp bọn họ cũng đã dọn dẹp xong hết rồi. Vâng, đội trưởng. Neo nhướng người lên, hướng tiểu đội ở dưới hét to, các cậu tới giúp nhặt xác đi. Đội trưởng Neo, tôi tên là Gendy. Sau đó thì sao? Tôi biết ngài bị điều đến thành phố Giót, tôi rất vui mừng, thật đấy. Được rồi, cậu cứ giữ sự vui vẻ đấy đi nếu như đội trưởng neo thấy có nơi nào cần dùng đến sức người thì tiểu đội ghen đi tình nguyện phối hợp với bất cứ hành động nào của ngài được rồi tôi sẽ cố gắng nhớ kỹ tên của tiểu đội cậu neo đưa tay ra nắm lấy bả vai của karen sau đó biến thành một làn khói đen đồng thời karen cũng cảm thấy mình bị khói đen bao trùm cả người cũng bay lơ lửng không bao lâu khói đen tan đi karen đứng trên mặt đất người ngồi phía trước chính là ophelia còn những người khác thì đang ở bên ngoài. Win đi đến bên cạnh Neo, gật đầu với Neo ra hiệu là đã vơ vét và bố trí xong chiến lợi phẩm. Báo cáo một chút tổn thất sau trận đấu đi. Neo nói. Gray mở lời, đội trưởng, tổng cộng số thành viên thực tế tham gia chiến đấu lần này là 16 người. Đây là đã tính cả Ophelia và Pami vào rồi. Bên tiểu đội của chúng ta có 14 người, trong đó trọng thương 4 người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bị thương nhẹ bốn người có thể mang theo vết thương tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đội trưởng neo vất vả rồi ophelia đứng dậy cuối người với neo không tiểu thư ophelia sở dĩ thống kê tổn thất sau trận đấu ở ngay trước mặt ngài là vì chúng tôi có mục đích mời ngài nói bên trong trật tự thần giáo có một truyền thống truyền thống này thần giáo khác cũng có đó chính là sau khi kết thúc nhiệm vụ bảo vệ thông thường người được bảo vệ sẽ tặng cho đội vệ sĩ một chút đồ kỷ niệm. Ngài có thể đặt thêm phiếu điểm vào hộp đựng đồ kỷ niệm. Đương nhiên, đây là việc tôi nên làm. Một chuyện khác chính là, nếu như cấp trên muốn thay đổi một tiểu đội vệ sĩ khác, xin ngài từ chối. Tôi tin tưởng, mặc dù có bốn đội viên cần tạm thời rời khỏi đội ngũ để dưỡng thương, nhưng tiểu đội của tôi vẫn có thể bảo đảm tuyệt đối cho sự an toàn của ngài. Cái này cũng là đương nhiên, nếu không phải là tôi muốn ra ngoài thì đêm nay chúng ta cũng sẽ không gặp phải chuyện này mặt khác đợi lát nữa sau khi cuộc hội đàm kết thúc tôi sẽ đề nghị trật tự thần giáo mời tiểu đội của ngài tiếp tục bảo vệ chúng tôi trên đường về bởi vì các ngài cũng cần hộ tống giáo sĩ truyền đạo đến đảo ám nguyệt ngài đúng là một vị tiểu thư nhân từ ngài là một vị đội trưởng cực kỳ tài giỏi dưới tay ngài là một tiểu đội cực kỳ tinh nhuệ tìm thấy rồi Phan đi dẫn theo hầu gái Tân Lạp đi tới. Tiểu thư, tiểu thư ngài không sao chứ. Ngài không có việc gì thật là tốt quá. Thật là quá tốt rồi. Lúc nãy tôi xuống xe chạy tới nơi này thì bị ngã một phát đầu đập vào tảng đá lập tức hôn mê bất tỉnh, không thể bảo vệ ở bên cạnh tiểu thư, hu hu hu. Tân Lạp lập tức chạy đến trước mặt Ophelia, bắt đầu khóc nức nở, trán của cô ta đúng là đang chảy máu đang lúc ophelia chuẩn bị an ủi người người hầu gái đã từng phục vụ bên cạnh mẹ mình thì fanny mở miệng nói xin tiểu thư ophelia yên tâm vết thương của cô tân lạp đây không đáng lo ngại căn cứ độ mới của vết máu tươi trên trán của cô ta chắc hẳn là vừa vết thương vừa mới gây ra đại khái là xuất hiện không lâu trước khi tôi tìm được cô ta lại căn cứ góc độ của vết thương chắc hẳn là tự cầm cục đá đập vào trán mình tân lạp chỉ là cô tân lạp đây không liên quan đến chuyện này chắc là sau khi bị tách ra cô ta sợ hãi núp ở nơi nào đó không dám ra ngoài chờ đến khi mọi việc kết thúc lại sợ tiểu thư ngài trách tội cho nên mới mình tự mình hại mình có nhiều thứ trong lòng mọi người để đã biết rõ nhưng khi nói ra trước đông đảo mọi người thì hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau ở một mức độ nào đó con đường làm nghề hầu gái của tân lạp đã chấm dứt như vậy fanny lip nhìn karen đang đứng ở bên cạnh đội trưởng cô đang trút giận cho Karen. Ai bảo lúc trên xe người hầu gái này vẫn luôn châm biếm Karen chứ? Tân Lạp, đợi sau khi trở về cô hãy đến đoàn đại biểu dưỡng thương đi. Pami, cô lại chọn một người từ trong đoàn đại biểu để làm hầu gái thân cận của tôi. Vâng thưa tiểu thư. Tiểu thư. Không. Tiểu thư. Ophelia dùng tay đẩy Tân Lạp ra. Người của trật tự thần giáo đang đứng ở đây nhìn cô không thể coi như chuyện chưa từng xảy ra cũng không thể để tân lạp tiếp tục phục vụ mình nếu không đây chính là làm mất mặt đảo ám nguyệt đội trưởng neo đợi sau khi mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa mới mở lời bây giờ nhiệm vụ tiếp tục hộ tống tiểu thư ophelia trở về khách sạn an toàn lúc trở lại khách sạn ankara thì trời đã tờ mờ sáng sau khi đi vào khách sạn tiểu đội của neo thực ra gần như là tạm thời giải tán Đội viên bị thương nhẹ dẫn theo đội viên bị thương đi đến bệnh viện của giáo hội để chữa thương. Còn neo thì đến bộ phận liên quan của thần giáo để báo cáo tình huống và giải thích. Về phần đồng tiền Suvarak kia, Karen vẫn luôn dùng quần áo bọc lấy nó, chờ đến lúc đi vào cửa chính của quán rượu, dưới ánh nhìn chăm chú của đội trưởng neo, Karen giao nó cho một đám thần quan mặc áo trùng dài màu trắng. Sau khi những tên thần quan này xác nhận đồ xong thì dùng một hộp phong ấn tiến hành phong ấn để bảo quản nó từ đầu đến cuối không nói một lời nào sau khi kết thúc thì lập tức rời đi neo thì giải thích cho karen một chút bọn họ là người của sở quản lý niêm phong một cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm đảm bảo phong ấn bảo quản những đồ vật nguy hiểm bên trong đó cũng phân ra các tiểu tổ và cấp bậc tiểu đội quản lý có cấp bậc cao nhất nắm giữ một không gian phong ấn riêng biệt có thể đi vào trong đó đều có cấp bậc thần khí có một số ít đồ vật sau khi được xử lý và chữa trị hoặc là thực hiện một số phong ấn nhất định là có thể lấy ra lưu hành trong nội bộ giáo hội. Đương nhiên, cũng có nhiều thứ chắc chắn là sẽ bị phong ấn và cấm sử dụng mãi mãi. Bởi vì khi lọc ra ngoài rất dễ gây ra tai họa. Trước khi Neo đi báo cáo vụ việc, anh lại phá lệ mà nói với Karen một câu. Theo truyền thuyết, bên trong không gian cấm có một con hung thú mà năm đó thần trật tự đã tự tay phong ấn. Cứ mỗi một phút đồng hồ, đôi mắt của nó sẽ nhìn lướt qua không gian phong cấm, canh chừng tất cả cả mọi thứ trong không gian phong cấm đó. Ophelia và Pami về đến phòng của mình, Karen thì cùng Pea và Fanny đi vào phòng đối diện. Căn phòng đã được quét dọn rất sạch sẽ, thậm chí còn có mùi của việc dùng pháp thuật tịnh hóa. Tiểu thư Ophelia cần đích thân có mặt trong cuộc hội đàm chính thức vào buổi sáng ngày mai. Nói cách khác, đám người của Karen hôm nay có thể hoàn toàn nghỉ ngơi các cô ai trước tắm rửa tôi ngồi một lát fanny nói tôi hút vài điếu thuốc pa xua xua tay karen đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa sau khi tắm xong hất áo tắm khách sạn ra ngồi xuống chiếc giường sạch sẽ sau khi trải qua buổi tối hôm qua karen đã không còn nhăn nhó gì nữa cũng trùng hợp vì thế mà fanny và pa cũng đã mất đi hứng thú trêu chọc người mới làm niềm vui Ngược lại vì vậy mà mọi người ở chung với nhau càng tự nhiên hơn, nhìn thấy Karen chỉ mặc áo tắm ra, hai cô gái cũng không trêu chọc nữa. Đúng rồi, nhớ lại trước đó khi cô thả tôi xuống, lúc đầu Karen sắp đón được tôi rồi, nhưng cô lại hất tôi ra. Fanny bắt đầu tính, nợ cũ. Pea lơ để nói, cô không biết lực lúc cô bị rơi xuống mạnh như thế nào đâu. Tôi sợ anh ấy vì bắt lấy cô mà tự làm mình gãy xương. Vậy chắc là cô nhìn nhầm rồi. Đội viên mới của chúng ta thực ra mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Cô thử qua rồi à? Đúng rồi, rất tốt. Cảm giác gì? Lần sau có cơ hội cô có thể thử. Hôm nay cậu ấy đã cứu tôi một lần. Xem ra phải tăng thứ tự xếp hạng sức chiến đấu trong tiểu đội rồi. Tôi sẽ điều chỉnh lên trên, chỉ là trong lòng đội trưởng trắng cũng có tính toán rồi. Thật ra tôi cảm thấy ngay từ đầu đánh giá của đội trưởng với anh ấy chắc chắn không phải cái này. PA cầm một cục đường vuông ở trên bàn tràn, đi đến bên cạnh Karen, đưa cục đường đến bên miệng Karen. Karen đưa tay cầm lấy, bỏ vào trong miệng. PA nói, thu hoạch lần này rất phong phú. À, đúng rồi, lúc nhặt chiến lợi phẩm, tôi nhìn thấy một khẩu súng pháp thuật ngắn rất tốt. Có hình số gì? Khẩu Sava 7. Nếu đổi ở cửa hàng thần giáo thì chắc tầm khoảng 5.000 phiếu trật tự. Fanny nói, khẩu súng này cho Karen đi. Đương nhiên, tôi có ý định như vậy. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy cầm một khẩu súng ngắn trong trang bị cơ bản chạy qua chạy lại đâu. Fanny nhìn về phía Karen, nói, tôi sẽ giúp cậu hoàn thiện việc cải tiến và thăng cấp, đồng thời làm thêm đạn pháp thuật đặc thù do tôi tự chế tạo. Tôi không thu phí dịch vụ của cậu, chỉ lấy chi phí vật liệu, đại khái tầm khoảng 1.200 phiếu trật tự. Được, cảm ơn. Karen nhẹ gật đầu. Đừng khách sáo. Mặc dù Karen vừa cứu được tính mạng của Fanny, nhưng không thể lấy cái này làm điều kiện, bởi vì trong tiểu đội giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí cứu mạng đều là việc đương nhiên phải làm. Về phần đội viên giúp đỡ lẫn nhau, có thể dùng tình cảm, nhưng một khi dính dáng đến phiếu điểm thì nhất định phải tính toán rõ ràng, đây chính là quy định. Pa an ủi, yên tâm yên tâm lần này những đồ vật chúng ta không cần đến đều mang bán ở chợ đen đổi lấy tiền mặt mỗi người chúng ta chắc chắn ít nhất có thể được chia một vạn phiếu trật tự con rết mặt người màu vàng kia từ đầu đến đuôi đều là tài liệu quý giá nhiều như vậy karen hơi bất ngờ một người ít nhất có thể được chia một vạn phiếu trật tự vậy cả một tiểu đội thì sao phải biết đây là sau khi đã loại ra những đồ vật mà mọi người trong đội cần đến mới đổi ra tiền mặt Ví dụ như khẩu súng ngắn pháp thuật Sava 7 mà lúc trước bọn họ nói đến, bởi vì Karen cần nên sẽ đưa luôn Karen mà không đi bán thành tiền. Mặt khác, phần thưởng do chấp hành nhiệm vụ bị động lần này chắc là cũng không ít. Nhìn ý của cấp trên khen thưởng thế nào vậy, hy vọng đừng quá keo kiệt. PA cười nói. Fanny nói, bây giờ chúng ta đang ở thành phố York, không giống như trước đây phải tiếp nhận nhiệm vụ của người khác, lại còn bị chia lãi trung gian bọn họ cũng không dám làm rõ ràng như vậy cho nên chắc chắn lợi ích sẽ lớn hơn trước kia rất nhiều Pa a xúc động nói đúng vậy thành phố giót chỗ tốt tốc độ kiếm phiếu điểm cũng nhanh hơn rất nhiều như vậy chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng hơn mối liên hệ giữa phiếu điểu và sự phát triển của bản thân đối với karen vẫn luôn không quá chặt chẽ đương nhiên đây không phải bởi vì anh có bao nhiêu điểm đặc biệt cũng không phải vì anh thanh cao như thế nào càng không phải nói rõ quan hệ giữa phiếu điểm và sự phát triển của bản thân có tác dụng không rõ ràng. Mà là bởi vì không ai giống như anh, trong nhà nuôi hai thú cưng có thể giúp anh cởi bỏ phong ấn của pháp thuật cao cấp thích hợp. Đồng thời, thỉnh thoảng anh còn có thể dựa mặt, ví dụ như chiếc nhẫn trên tay anh kia, Lê Ma không những không thu tiền của anh mà ngược lại anh còn kiếm thêm được 500 phiếu vực sâu. Thật ra con đường trưởng thành này của anh càng xa xỉ hơn có một số điều kiện thậm chí không thể dùng phiếu điểm để tích góp được tôi muốn đi ngủ trước karen nói sau khi nằm dài trên giường anh cảm giác một sự mệt mỏi đến từ sâu trong tinh thần cậu ngủ đi ngoan fanny cho karen một cái hôn gió karen nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ giấc ngủ này rất dài bởi vì anh đã bỏ qua hoặc phải nói là anh không ý thức được một việc Mặc dù tối hôm qua sử dụng hải thần chi giáp và ám nguyệt chi nhận nhưng vẫn trong phạm vi có thể khống chế được. Thật ra sự tiêu hao lớn nhất chính là lúc ý thức của anh thông qua đồng xu va rác để tiến vào bên trong không gian cấm kia. Mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn, đội trưởng nói không đến một phút đồng hồ, nhưng mức tiêu hao này lại là khiến người ta không ngờ tới. Cho nên, khi Karen tỉnh lại, anh phát hiện mức độ ánh sáng ngoài cửa sổ không khác gì so với lúc anh mới đi ngủ, ngay cả vị trí của mặt trời cũng không có gì thay đổi. Điều này khiến anh hơi hoảng hốt, tưởng rằng mình chỉ chợp mắt một lát thôi. Ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh mình là PA cũng đang ngủ say, cô không thích mặc quần áo đi ngủ. Karen cứ như vậy nghiêng đầu, ngây người. Nếu như PA biết cậu nhìn cơ thể của cô ấy mê mẩn như vậy, sau khi tỉnh lại cô ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Fanny đi ra từ phòng tắm nói. Karen lắc đầu, Vừa nãy anh không phải đang đánh giá cơ thể của người khác, tôi cảm thấy hơi choáng ván đầu. Ván đầu là bình thường, cậu đã ngủ một ngày một đêm. Cho nên pháp thuật ngày hôm qua làm ảnh hưởng đến cơ thể nhiều như vậy à. Thế lần sau sẽ cân nhắc thời cơ anh ra tay. Không phải vấn đề đó, là do nguyên nhân khác. Karen giải thích, không ảnh hưởng chiến đấu. Anh không muốn để Fanny hiểu lầm mà lúc bố trí đội hình chiến đấu sẽ xếp mình về phía sau. Không phải anh muốn chém giết ở phía trước mà là không hy vọng tiểu đội đánh giá thấp thực lực của mình dẫn đến lúc chiến đấu không tận dụng hết mọi nguồn lực để tăng khả năng chiến thắng. Vào đúng lúc này chuông cửa vang lên. Fanny đi mở cửa, "Được, biết rồi." Ngay lập tức, Fanny đi đến bên cạnh giường, nói, "Tiểu thư Ophelia cực kỳ lo lắng cho anh. Hình như hôm qua cô ấy muốn gọi anh đi ăn khuya, kết quả là anh vẫn đang ngủ. Bây giờ cô ấy muốn gọi anh đi ăn điểm tâm." à được ngủ lâu như vậy karen cũng cảm thấy đói bụng sau khi rửa mặt và thay một bộ quần áo karen đi đến căn phòng đối diện rồi nhấn chuông cửa người ra mở cửa là một hầu gái trẻ tuổi karen tiên sinh vâng mời vào tiểu thư đang chờ ngài karen đi đến nhìn thấy ophelia mặc trang phục truyền thống của đảo ám nguyệt hai tay chống trên ghế salon chân vắt chéo nhìn karen đang đi tới ngoài ra Karen chú ý đến hôm nay trong căn phòng này có hai toa ăn. Karen tiên sinh ngủ lâu thế? Ophelia hỏi. Ừm. Karen cầm đĩa lên, bắt đầu gấp đồ ăn. Hôm qua. Không phải, chuyện xảy ra ngày hôm đó là do thần khí va rác phải không? Ngài không nhận được thông báo hay sao? Karen gấp đầy một bàn đồ ăn sau đó ngồi xuống. Có, nhưng rất mơ hồ. Đúng vậy, là đồng xu va rác cội nguồn của tội ác ồ hóa ra là vậy thật là mạo hiểm cũng thật là đáng tiếc thật ra hôm đó tôi rất muốn cùng các anh đi giải quyết vấn đề thân phận của ngài không phù hợp karen nói chỉ đành tìm cơ hội lần sau vậy trong lời nói của ophelia có hàm ý nhưng karen không hỏi thêm bởi vì anh biết rõ cho dù là một số thế lực mà giáo hội cảnh giác đồng thời không cho phép họ ra ngoài nhưng bọn họ sẽ biết điều ở yên trong nhà như vậy sao chỉ là trên cơ bản nếu không quá đáng quá thì mọi người đều biết rõ trong lòng mà không nói ra ngoài mà thôi karen ăn bốn đĩa thức ăn bụng đã no căng rồi hôm nay ngài phải tham gia hội nghị chính thức phải không đúng vậy các anh cũng cần đi cùng tôi đúng rồi tôi sẽ từ chối yêu cầu thay đổi tiểu đội bảo vệ của thần giáo tiếp tục để các anh bảo vệ cảm ơn đừng khách sáo đây là việc đương nhiên. Karen đứng dậy nói, Ngài dùng bữa sáng, tôi xin phép về trước, chờ lát nữa cùng Ngài đi đến phòng học. Anh đẩy một toa ăn về đi. Như vậy có được không? Như anh thấy đấy, hôm nay tôi chuẩn bị hai toa ăn. Cảm ơn tiểu thư đã hào phóng. Karen đẩy toa ăn về tới căn phòng của mình. Fanny nhìn thấy, hét to, trời ạ, à, cậu đẩy toa ăn về luôn à. Hôm nay cô ấy chuẩn bị hai toa ăn yên tâm tôi sẽ giúp anh nghĩ tên cho em bé ngay lập tức fanny đi đến bên cạnh chiếc giường vỗ một cái vào mông của pa bốt dậy đi ăn đồ ngon nào trong không gian phong cấm lo gia ngồi ở trên tấm bảo vệ của mình vừa ngân nga bài hát vừa đung đưa hai chân qua lại cùng lúc đó bóng dáng dịu dàng của một cô gái xuất hiện trước mặt cô cô là khí linh của một cây đàn hạt chính là món quà mà hải thần tự tay làm để tặng cho tình nhân của mình là miêu lo gia hôm nay em vui vẻ quá nhỉ đúng vậy chị loni đang vì sao thế bởi vì em nằm mơ thấy anh trai của em đến thăm em đấy tốt quá không phải khí linh nào cũng có thể nằm mơ đâu đúng rồi ngay từ đầu em cũng không nhận ra là anh ấy đến còn phải thử gọi mấy lần mới chắc chắn là anh ấy ồ là bởi vì em đã quên mất hình dáng của anh ấy rồi ư không phải đâu bởi vì anh ấy đeo một chiếc mặt nạ màu bạc hội nghị giữa đảo ám nguyệt và trật tự thần giáo chính thức bắt đầu tối hôm qua nhân viên đoàn đại biểu của đảo ám nguyệt đã tiến hành trao đổi và xác nhận với người phụ trách tương quan của trật tự thần giáo về những điều khoản cụ thể chi tiết trên thực tế trước khi ophelia đến thành phố york thì phương hướng chính đã được hai bên tiến hành đã trao đổi trong một đoạn thời gian rất dài cho nên, trên cơ sở hai bên đã đạt được nhận thức chung thì chuyến đi này Ophelia giống như đại diện cho hậu duệ của đảo Ám Nguyệt để đến đây ký hợp đồng. Nhưng đây cũng không có nghĩa Ophelia chỉ đơn giản là người đi ngang qua sân khấu, bởi vì vẫn tồn tại một số vấn đề chi tiết tương đối mẫn cảm, cần Ophelia ngồi lại tiến hành bàn bạc với một vị chủ giáo đại nhân chuyên môn phụ trách vấn đề này của thành phố Giót. Càng trong những thời điểm sống còn thì càng phải chú ý đến một số chi tiết nhỏ khó giải quyết. Bởi vì những vấn đề được để đến cuối cùng mới giải quyết là chắc chắn đều là những vấn đề mà cả hai bên đều rất coi trọng. Đối với trật tự thần giáo mà nói, thì đảo ám nguyệt là kẻ yếu phục vụ kẻ mạnh, nhưng nhìn từ một góc độ khác, trên một số phương diện chỉ cần trật tự thần giáo lui lại một chút thôi cũng là lợi ích rất lớn đối với đảo ám nguyệt rồi. Phòng họp rất lớn, Karen, pa và Fanny ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Ở cùng hàng đó nhưng ở số ghế xa hơn là nữ võ sư Pami và người hầu gái mới ở phía sau nữa là nhân viên cơ sở trong đoàn đại biểu của đảo Ám Nguyệt và nhân viên quản lý các bộ phận tương quan của trật tự thần, thỉnh thoảng sẽ bị người trong hội nghị đến hỏi thăm số liệu và tình hình cụ thể. Nhưng đây cũng không có nghĩa là những người như Karen có tư cách dự thính hội nghị, bởi vì ở bốn phía của bàn hội nghị chính thức hình bầu dục có một tấm bình phong màu đen bao trùm nó lại. Bên trong bình phong, Ophelia và giáo chủ phiết Cơ mỗi người mang theo tầm 10 nhân viên quan trọng tiến hành lần thương lượng cuối cùng karen ngồi bên ngoài bình phong chỉ có thể nhìn thấy những màu sắc quần áo khác nhau của những người ngồi bên trong ngay cả cơ hội để đọc khẩu hình miệng cũng không có ngồi lâu sẽ không tránh được cảm giác hơi nhàm chán karen quay đầu lại nhìn thấy fanny đang đọc báo chí nhưng trên tờ báo này lại có một ít lực lượng linh tính yếu ớt đang dao động fanny chú ý tới ánh mắt của karen chia ra một nửa tờ báo đưa cho karen anh nhận lấy tờ báo phát hiện bức ảnh ở trên báo lại là hình ảnh động hơn thế nữa, một số nội dung bên trong khung văn bản còn có thể nhấp nháy. Còn có loại báo chí như thế này sao? Karen nhìn tiêu đề của báo chí là báo tuần trật tự. Ý nghĩa giống như tên gọi, đây chính là sách báo lưu hành trong nội bộ trật tự thần giáo. Lúc trước chưa từng xem à? Fanny hỏi. Karen nhẹ nhàng gật đầu. Bình thường là 30 phiếu trật tự một phần, đặt theo tháng không giảm giá dùng 150 phiếu trật tự để đặt trước báo chí của một tháng. Không trách Karen chưa từng thấy qua ở nhà tang lễ. Bởi vì trợ cấp của thần bộ một tháng chỉ có 100 phiếu trật tự, còn chưa đủ đặt báo giấy, Pavaro tiên sinh càng không có lý do gì để tốn kém phiếu trật tự quý giá như vậy ở đây. Cô mua à? Karen đang nghe truyện trên TV Audio CV hỏi. Không phải. Tôi không có thời gian xem những thứ này. Trên kệ sách ở trước của phòng hội nghị có, được phép đọc miễn phí. Nếu cậu muốn đặt thì có thể sai người đến tòa nhà giáo dục ở phố Ngô Đồng để trả tiền là được. Được rồi, tôi biết rồi. Karen dự định đặt trước loại báo chí này. Anh có thói quen đọc báo, bây giờ gia nhập tiểu đội của Neo thì không cần quá lo lắng việc thu nhập phiếu điểm nữa, cũng có thể gánh vác được khoản chi tiêu này. Nội dung của báo chí cơ bản đều liên quan đến các sự kiện của trật tự thần giáo, còn một số văn chương của cấp trên chia sẻ về những cảm nhận tâm đắc. Ngoài ra còn có một số cách vận dụng và lý giải pháp thuật, nội dung rác rất nhiều. Nhưng việc khiến cho Karen không lường trước được chính là còn một phần dài nội dung để đưa tin tức về hiện thực xã hội. Ví dụ như có một trang báo, được chia thành hai phần trên dưới. Một nửa phía trên là tin tức dôn. Rotini thành công tranh cử đảm nhiệm Man lan thành thị trưởng. Đồng thời còn bổ sung chủ trương tranh cử của vị thị trưởng mới này là kêu gọi tự do cùng dân chủ. Ở một nửa phía dưới là đại hội diễn thuyết của Ngài Cô Ma Luther Ở trong đại hội ông kêu gọi tất cả quần chúng đoàn kết một lòng thực hiện tuần hành biểu tình thị uy hòa bình phản đối bạo lực và khẩu hiệu triệu tập tất cả nhân chủng tóc tiến đoàn kết cùng một chỗ tiến hành hòa bình du hành thị uy phản đối bạo lực và những hoạt động không trật tự Một phần báo chí nội bộ của thần giáo mà lại tiêu tốn một độ dài lớn như vậy để đưa tin về hai người xã hội Điều này khiến Karen cảm thấy rất thú vị bên trong chắc hẳn là có ý nghĩa sâu xa khác hội nghị buổi sáng kết thúc sau khi bình phong được cấp lại có thể nhìn thấy người đại diện của hai bên đều mỉm cười hỏi thăm lẫn nhau sau đó lập tức ra về nghỉ ngơi chuẩn bị cho hội nghị buổi chiều cậu cảm thấy trao đổi có thành công không fanny hỏi karen không biết karen trả lời trong lúc tiến hành hội nghị vì để tránh xảy ra những phiền phức không cần thiết nên hai bên không tiến hành liên hoan mà mỗi bên tự ăn phần của riêng mình. Vào lúc 2 giờ chiều, hội nghị tiếp tục tiến hành. Tình huống vẫn giống như buổi sáng, lần này PA cũng đặt một tờ báo lên phía mặt, sau đó dùng cánh tay đẩy nhẹ Karen, nói Nếu như lát nữa mà tôi ngủ ngáy thì cậu nhớ véo đùi tôi một cái nha. Được rồi. Karen gật đầu. PA dùng báo che kín khuôn mặt của mình rồi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ trưa. Một lát sau, Fanny cũng giống vậy, bắt đầu ngủ trưa. Karen thì cầm một cuốn trật tự chi quan bắt đầu đọc. Chỉ một lát đã nghe được tiếng ngáy vang lên, không phải PA mà là Fanny. Karen rất tự nhiên mà giơ tay ra véo nhẹ một cái vào đùi của Fanny. Fanny mở mắt ra, nhìn Karen cười cười, ra hiệu mình biết rồi, sau đó lại đổi một tư thế khác rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, pa cũng bắt đầu ngáy karen cũng véo đùi của pa một cái pa cũng tỉnh cười cười với karen cười rồi đổi tư thế ngủ tiếp tiếp đó trong hội nghị buổi chiều karen véo đùi fanny ba lần véo đùi pa sáu lần lúc hội nghị kết thúc hai cô gái đều hài lòng xoay eo bẻ cổ bình thường tôi không thích ngủ như vậy đâu cứ gặp tình huống nghiêm túc như thế này là lại nhịn không được mà ngủ gật fanny nói tôi cũng thế PA ngáp dài. Karen mở miệng nói, chắc là hội nghị không thành công lắm. Bởi vì ban đêm còn mở thêm hội nghị hội nghị ngoài dự kiến. Trong kế hoạch vốn chỉ có hai buổi hội nghị sáng và chiều, ngoài dự kiến mở thêm hội nghị buổi tối, đến đêm khuya mới kết thúc. Sau khi hộ tống tiểu thư Ophelia quay về phòng, hai cô gái không khách sáo chút nào mà một trái một phải chiếm đoạt chiếc giường lớn. Dù cho cả quá trình diễn ra hội nghị các cô đều ngủ, nhưng hai người vẫn rất mệt mỏi loại mệt mỏi này thậm chí hơn cả trận chém giết tối hôm trước karen đang chuẩn bị nghỉ ngơi ở trên ghế sofa thì có tiếng chung cửa vang lên là tiểu thư ophelia gọi anh đây là ở khách sạn lần đầu tiên cả hai bên gặp mặt nhau muộn như thế này trên bàn trà trước mặt tiểu thư ophelia bày bữa ăn khuya tinh xảo nhưng lúc này karen lại không có gì khẩu vị hội nghị không thuận lợi lắm ophelia nói ừm karen lên tiếng sau đó anh nhận ly nước đá hầu gái mang đến, uống một ngụm to. Hầu gái sửng sốt một lát, sau đó lặng lẽ đưa một lý hồng trà nóng đến trước mặt tiểu thư nhà mình. Mệt mỏi quá. Ophelia cảm khái, đồng thời duỗi chân của mình trên ghế salon. Cô mặc đồ truyền thống của đảo Ám Nguyệt, chính là một chiếc váy liền, kiểu áo phía trên hơi giống với sườn xám, nhưng không có xẻ tà. Chỉ là ở tư thế này, bắp chân và một phần đùi trắng trẻo phía trên đầu gối vẫn lộ ra ngoài. Karen tiên sinh, tôi rất ghét loại trường hợp và quá trình này. Tội tình nguyện ở trên đại dương bao la bên ngoài đảo ám nguyệt luyện kiếm với bọn hải tặc không sợ chết kia. Hai đồng nghiệp của tôi cũng nghĩ như vậy. Ha ha, có lẽ tôi và hai cô ấy mới thuộc cùng một loại người. Điều làm cho Karen cảm thấy bất ngờ chính là, dù Ophelia nhìn thấy mình không có tâm trạng ăn khuya nhưng vẫn lôi kéo mình ở lại hàng huyên chuyện văn học. Nhưng Karen đã nhận ra rõ ràng là cô ấy cũng mệt mỏi hội đọc sách đêm khuya kéo dài gần một giờ đồng hồ ophelia vẫn chưa thỏa mãn karen phải nói thời gian không còn sớm nữa mời tiểu thư vì hội nghị hội nghị ngày mai nghỉ ngơi lấy lại tinh thần mới có thể cáo từ quay về căn phòng đối diện đóng cửa lại lưng của karen dựa trên cửa lông mày cau lại những hành động của tiểu thư ophelia tối nay có hơi kiềm chế anh sẽ không ngây thơ mà cho rằng cô ấy chỉ đang nhìn chúng mình là bị cô ấy phát hiện ra cái gì rồi sao Karen vô thức sờ lên cổ tay của mình, là bởi vì tám nguyệt chi nhận sao? Ophelia uống nước đá, đôi mắt nheo lại. xếp lại gần, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, là anh ta phải không? Mấy đêm trước chỉ là có cảm ứng mơ hồ một hai lần thôi. Nhưng vào lần bị tập kích tối hôm đó, mặc dù cách một đoạn khá xa nhưng tôi lại thật sự cảm ứng được. Hơn nữa một người vẫn luôn ăn nói và hành động cẩn thận như anh ta lại không giấu giếm và từ chối bội kiếm tôi tặng cho anh ta. Pami, ngay cả cô cũng không có tư cách để tiếp nhận truyền thừa của nó. Tôi rất thắc mắc tại sao anh ta lại có được chứ. Trong số những đồ vật mà trật tự thần giáo muốn lấy được thì khả năng không có được là rất thấp. Có lẽ, anh ta được bố trí làm vệ sĩ thân cận của tiểu thư chính là ngụ ý sâu xa cao tầng trật tự thần giáo. Nửa câu đầu tôi đồng ý, nhưng nửa câu sau tôi cũng đã xem xét việc kết hôn với lê ông tiên sinh rồi tại sao bây giờ trật tự thần giáo lại vội vã tiến hành sắp xếp chuyện này điều này không giải thích được nhưng thuộc hạ cảm thấy càng không giải thích được là với thực lực mà karen tiên sinh biểu hiện ra lại có thể đứng vào hàng ngũ của tiểu đội tinh nhuệ trật tự chi tiên chắc chắn anh ta đang che giấu thực lực nghe thấy thế ophelia nghĩ đến đêm đó karen liên tiếp dùng tầng tầng lớp lớp từng thủ hộ đừng nóng vội cứ xem đã. Nếu thực sự không được, ta dự định sau khi hội nghị kết thúc sẽ chủ động hỏi anh ta. Như thế có được không, tiểu thư? Có đôi khi lo lắng quá nhiều, suy đoán quá nhiều, chờ đến khi quay đầu nhìn lại, ngược lại sẽ cảm thấy mình rất ngu ngốc. Ngày thứ hai gần như là rập khuôn quá trình của ngày thứ nhất, buổi sáng hội nghị, buổi chiều hội nghị, lại tăng thêm ngoài dự kiến một hội nghị buổi tối. Karen vẫn vừa đọc trật tự chi quan, vừa để ý hai vị đại tỷ ngồi hai bên mình bắt đầu ngáy o o thì véo tỉnh hai người họ. Chờ đến khi phòng, Pea và Fanny còn mệt mỏi hơn tôi hôm qua, vừa vào phòng đã ngã lăn ra ngủ. Còn Karen lại bị tiểu thư Ophelia gọi đi. Đêm nay, tiểu thư Ophelia lại lôi kéo Karen tâm sự về âm nhạc gần một tiếng đồng hồ. Chỉ là Karen cũng không hiểu biết nhiều về âm nhạc bình thường anh cũng chỉ thích để Alfred dùng radio bật nhạc để nghe. Nhưng Karen phát hiện ra người chủ động nói chuyện về đề tài này là Ophelia càng không hiểu biết âm nhạc hơn mình. Nói chuyện được một lúc lại biến thành anh giới thiệu với cô. Một giờ sáng, Karen quay lại căn phòng của mình, dùng điện thoại trong phòng để gọi cho nhà tang lễ, người bắt máy chính là Alfred. Sau khi hỏi thăm việc sửa sang xây dựng thì Karen cúp điện thoại. Ngày thứ ba cũng giống như quá trình của hai ngày trước. Đợi đến buổi tối, Karen rõ ràng thấy PA và Fanny đều tiều tụy, đêm nay bọn họ không phải vừa về đến đã ngã lăn ra ngủ. Fanny ngồi ở trên ghế sofa, không ngừng nghịch tóc của mình. PA thì ôm hai đầu gối, ngồi ở trên thảm, hai mắt vô thần. Hai cô gái giống như là vừa mới bị hiếp vậy. Karen biết, đây đại khái chính là phá hoại tinh thần. Sâu trong nội tâm của bọn họ rất phản cảm với những chỗ như vậy. Ở trong hoàn cảnh đó thì theo bản năng mà cảm thấy không thoải mái, giống như là bị người thực hiện pháp thuật vậy. Sau đó, Karen lại bị gọi đến phòng đối diện, chủ đề đêm nay là phim. Không phải nói chuyện về phim, mà là xem phim. Ophelia dẫn Karen đi đến một phòng chiếu phim ở trong khách sạn phía. Hai người ngồi cách nhau một cái ghế, xem xong một bộ phim tình yêu trắng đen, ngày nghỉ lóc. Sau khi xem xong phim đã là 2 giờ sáng. Ophelia và Karen cùng đi ra khỏi phòng chiếu phim. Lúc đó trên đường ra ngoài còn gặp hai nam ba nữ đi ra từng phòng chiếu phim ở đối diện. Bọn họ chủ động chào hỏi Ophelia, Ophelia lễ phép chào lại bọn họ. Chắc là quen biết trong buổi tiệc hoan nghênh hôm đầu tiên đến đây. Chẳng qua bọn họ cũng không chú ý nhiều đến Karen. Vì Karen và Pami cùng đi song song với nhau theo một hàng. Dựa theo quy củ dù đối tượng được bảo vệ có ở trong khách sạn thì chỉ cô muốn ra khỏi cửa phòng thì bên cạnh nhất định phải có vệ sĩ thân cận đi cùng. Cho nên, không cần lo lắng những lời đồng đại nhảm nhí sẽ truyền đến tai cháu trai của vị thủ tích giáo chủ kia, cũng chính là đến tai của vị Lê Ông Tiên Sinh kia. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đều là hình thức giống nhau. Rốt cục, đến hội nghị buổi sáng ngày thứ sáu, Pea và Fanny vẫn ngủ như cũ, còn Karen cũng đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài làm việc liên tục cả một tuần liền, ban đêm còn bị Ophelia kéo qua tham gia buổi tiệc trà kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ mà đến cô cũng không biết nên nói chuyện gì, nên làm cái gì. Tinh thần của Karen cũng bắt đầu trở nên không chịu đựng được nữa. Đúng vào lúc Karen cũng định dùng báo che mặt để chìm vào giấc ngủ thì tiếng vỗ tay vang lên. Karen lập tức nhéo Pea và Fanny tỉnh lại, để hai cô cùng đứng dậy vỗ tay. Hội nghị cuối cùng cũng kết thúc, dùng lời biểu đạt của hai bên tức là hội nghị đã thành công rực rỡ. Hôm nay còn nhiều thời gian, không có sắp xếp thêm bất cứ hoạt động nào, ngay cả tiệc trụ ăn cũng bố trí vào tối hôm sau. Bởi vì nhân viên trong đoàn đàm phán của hai bên đều ở trong tình trạng kiệt sức, cần nhanh chóng chỉnh đốn lại. Karen tùy tiện ăn cơm trưa sau đó về phòng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Pea và Fanny thì giống như là tù nhân vừa mãn hạn ra tù, lập tức trần đầy niềm hy vọng với cuộc sống hai cô gái bắt đầu ríu rít ngồi nói chuyện về quần áo túi sách, giày dép bên cạnh cửa sổ từ trước tới giờ bọn họ không có hứng thú với mấy thứ này nhưng lần này là để ăn mừng bọn họ một lần nữa sống lại karen thì ngủ thẳng tới chạng vạn tối mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại đã thấy một toa ăn bày ở bên trong phòng pa và fanny thì đang ăn tỉnh rồi à fanny cười nói từng phòng đối diện bảo khi nào cậu tỉnh dậy thì sang đó fanny nói được sau khi đi rửa mặt karen đi đến trước toa ăn lúc đang chuẩn bị lấy đồ ăn thì pa lại nói đồ ăn chúng ta đã phân chia và đóng gói xong hết rồi đợi lát nữa mang đến cho đội trưởng và bọn họ cậu sang phòng đối diện đi chắc chắn có đồ ăn ngon hơn đúng đấy đúng đấy fanny phụ họa nói karen thở dài đặt đĩa xuống rồi đi ra ngoài hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi Đêm nào cũng sang phòng đối diện." Pea nói. Fanny nói, cho nên ban đầu ở trên bến tàu chúng ta còn cảm thấy cậu ấy gây ra trò cười. Kết quả bây giờ chứng minh những người cười nhạo cậu ấy là chúng ta mới là chúa hề. Karen đi tới căn phòng của Ophelia. Khi anh bước vào thì nhận ra Pami và hầu gái đều chủ động đi ra ngoài. Karen tiên sinh, rốt cuộc hội nghị đã thành công tốt đẹp, anh vất vả rồi. Là tiểu thư ngài vất vả Tôi có một số việc muốn nói thẳng thắn với Karen tiên sinh. Được thôi. Karen ngồi xuống, sau đó nhìn bốn phía xung quanh. Anh hơi ngạc nhiên phát hiện ra ở đây không có toa ăn, trên bàn trà chỉ có nước trà và đá cục, không có đồ ăn. Karen tiên sinh quả nhiên rất cẩn thận. Ophelia lấy một cục đá cuội màu xanh làm từ trong bàn tay ra, đặt ngửa trên bàn trà. Chỉ sau một lát, hòn đá cuội tỏa ra ánh sáng bao trùm lên phòng khách. Hóa ra đây là một cái kết giới. Karen nhẹ gật đầu, không hỏi vì sao lại không có đồ ăn. Bởi vì thật sự anh không có ý định hỏi thăm người ta sau khi họ đã tặng mình một toa đồ ăn. Karen tiên sinh, anh họ gì? Siva. Siva, đúng thật là họ của Karen tiên sinh sao? Tại sao tiểu thư lại hỏi như vậy? Nhìn bề ngoài Karen vẫn bình tĩnh như trước, mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Cho nên những buổi trò chuyện mấy ngày trước đều là làm nền cho hôm nay đúng không? Nhưng rốt cuộc đây là chiến thuật gì? Chiến thuật gây mệt mỏi à? Hai đêm đầu tiên mới vào ở trong khách sạn này, đã có lúc tôi nhận thấy có một loại lực lượng đang tiến hành một loại dao động với tôi theo cách nào đó. Hả? Cô cũng cảm ứng được sao? Chỉ là khi đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Khách trọ ở bên trong khách sạn Ankara chắn chắn đều không phải người bình thường giữa các lực lượng khác nhau sinh ra phản ứng cũng là một chuyện rất bình thường. Mãi cho đến đêm gặp tập kích đó, mặc dù ở khoảng cách tương đối xa, nhưng rõ ràng là tôi đã cảm ứng được một loại cảm giác đồng điệu đến từ huyết mạch. Là do lúc đó mình dùng ám nguyệt chi nhận giết tên lùng kia sao? Xa như vậy vậy mà cũng cảm ứng được sao? Ophelia đưa tay sờ sờ thanh trường kiếm đang đặt ở trên bàn trà kia, cảm giác của tôi có thể sai, nhưng rõ ràng lúc ấy nó đã bị triệu hoáng, nó, chắc chắn sẽ không sai. Không phải là Karen tiên sinh cảm thấy rất hứng thú với nó sao? Thật trùng hợp, nó cũng cảm thấy rất hứng thú với Karen tiên sinh đó. Tôi không hiểu, rốt cuộc tiểu thư có ý gì? Ý của tôi rất đơn giản. Ophelia xòe bàn tay ra, một cây roi da màu đỏ như máu xuất hiện trong lòng bàn tay cô, nó bắt đầu chuyển động, tỏa ra khí thế kinh người, cái này, chắc Karen tiên sinh không còn xa lạ gì nữa đâu nhỉ? đây là năng lực của tiểu thư sao? Đúng vậy, nó là đến từ sự chúc phúc của ám nguyệt, là năng lực mà ám nguyệt ban cho tộc người của tôi. Đúng ra Karen tiên sinh cũng có mới phải. Tiểu thư nói đùa, tín ngưỡng của tôi chính là trật tự. Tôi là người trong giáo hội, sao lại có lực lượng của hệ thống tín ngưỡng gia tộc được chứ? Giống như bé tiên sinh, sau khi ông ấy tín ngưỡng bích thần giáo thì không có cách nào để thức tỉnh lực lượng của thủy tổ Elen. Không, không giống. Karen tiên sinh, anh biết vì sao gia tộc của tôi và mấy gia tộc dị ma khác máu khác được xưng là tín ngưỡng hệ thống gia tộc đặc thù không? Bởi vì lực lượng huyết mạch của chúng ta có tính biểu hiện ra bên ngoài. Nó không giống với hệ thống tín ngưỡng gia tộc khác ở điểm là dù không thờ phụng thủy tổ của mình thì chúng ta vẫn có cơ hội đạt được năng lực tương ứng. Cũng giống như việc bố mẹ đều là vận động viên thì thông thường tình trạng sức khỏe của con cái sẽ không quá yếu ớt điều này khác với hệ thống tín ngưỡng gia tộc là nếu đã không thờ phụ thủy tổ thì không có cách nào đạt được sự chúc phúc của thủy tổ từ trong huyết mạch cho nên về mặt lý thuyết thì việc karen tiên sinh có được nó và việc anh tín ngưỡng thần trật tự cũng không mâu thuẫn với nhau karen không khỏi nghĩ đến neo anh ta cũng có được năng lực hồi phục của dị ma khát máu sự di truyền huyết mạch này thật là mạnh mẽ mạnh mẽ đến mức không cần phải khai thác mà trực tiếp biểu hiện trong di truyền sao giống như một con thần thú biết bay vậy con cháu của nó có bình thường thế nào đi nữa cho dù có trở thành một con bướm nhỏ bé thì ít nhất nó cũng có được một đôi cánh để bay lượn đây chính là nguyên nhân mà những gia tộc đặc thù như dị ma khát máu và đảo ám nguyệt sẽ bị giáo hội chính thống đề phòng và hạn chế sao bởi vì dựa vào đặc tính này bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn phi chiến tranh để xâm nhập và ô nhiễm hệ thống giáo hội một khi nội bộ của giáo hội xuất hiện chủ thần tính ngưỡng dị ma khát máu hoặc là gia tộc ám nguyệt thì chắc chắn đây chính là ác mộng đương nhiên trong đó sẽ tồn tại sự kìm hãm hay hạn chế nào đó ví dụ như một khi đã đi lên con đường tính ngưỡng thần thì sẽ không có cách nào phát triển và gia tăng năng lực của huyết mạch nếu không sẽ xảy ra xung đột đương nhiên có một số ít thiên tài có thể làm được nhưng cho dù là như vậy có được điều kiện cơ bản để biểu hiện di truyền thì đã có ưu thế nhất định trên chặng đường đua đó đây là điều không phải nghi ngờ gì nữa cho nên trật tự thần giáo chuẩn bị mở một sở truyền giáo ở đảo ám nguyệt thật ra đây là sự nhường lợi ích rất lớn tương đương với việc mở ra một lỗ hổng không nhỏ không phải nói nếu không có sở truyền giáo này thì người trên đảo ám nguyệt không thể tín ngưỡng thần trật tự mà đây là một sự công nhận chính thức cho thân phận của bọn họ karen tiên sinh thừa nhận đi chắc chắn là anh đã cảm nhận được tôi vẫn luôn coi trọng anh cũng có hảo cảm với anh mặc dù không phải là tình cảm yêu đương nam nữ nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng coi như bạn bè quan trọng nhất chính là làm sao tôi có thể làm hại một người trong gia tộc cũng mang trong mình huyết mạch ám nguyệt đây huyết mạch ám nguyệt người trong gia tộc vấn đề là người đó có phải anh đâu đối điểm này karen rất chắc chắn bởi vì họ của anh là imberi Gia tộc Inmeri là gia đình có truyền thống lâu đời là thẩm phán của nội bộ trật tự thần giáo. Trong huyết mạch của mình, chắc chắn không bị pha tạp, cho dù có tăng lên thì ông nội chắc chắn sẽ nói rõ với mình. Cùng với đó, trong quá trình đi từ thần bột đến thần khải, sau đó là thần mục, qua từng đợt kiểm tra cho thấy trong cơ thể mình về cơ bản là không tồn tại huyết mạch ám nguyệt. Hơn nữa Karen càng nhận thức rõ ràng là, sở dĩ anh có thể sử dụng ám nguyệt chi nhận là bởi vì trong cơ thể anh có lực lượng ánh sáng có thể coi như một chiếc máy chuyển đổi để sử dụng thật ra cũng không phải là không có điều kiện sử dụng khác ví dụ như gia tộc sẽ ban cho một số ít những người hầu trung thành huyết mạch ám nguyệt để bọn họ có thể tu tập sức mạnh ám nguyệt nhưng loại huyết mạch này là sự ban thưởng không có cách nào di truyền được bọn họ chỉ có thể một mình sử dụng mà không thể di truyền cho con cháu của họ Karen tiên sinh chưa từng đi qua đảo Ám Nguyệt à? Chưa từng. Vậy thì đúng rồi, huyết mạch của Karen tiên sinh chính là do tổ tiên truyền thừa. Karen im lặng. Thấy Karen còn không chịu thừa nhận, Ophelia cười nói. Đương nhiên, còn một khả năng nữa là tôi biết được lực lượng quang minh, có thể tiến hành chuyển đổi, bắt chước lực lượng tín ngưỡng của người đó. Nhưng sự hao phí lực lượng này rất lớn, ngay cả thần quan quang minh năm đó cũng không làm như vậy. Bởi vì sau khi chuyển hóa thì lực lượng từ 10 phần chỉ còn lại không đến nửa phần. Quan trọng nhất chính là, làm sao tôi có thể tin tưởng được một tên tội đồ của Quang Minh lại xuất hiện ở đây làm nhân viên bảo vệ cho tôi chứ? Đây không phải là trò cười lớn nhất trên đời này hay sao? Karen cũng cười, gật đầu phụ họa. Nếu đã nói đến mức này thì Karen tiên sinh có thể biểu hiện ra một chút thành ý được không? Karen hít một hơi thật sâu rồi chầm rãi thở ra, nhìn xem ophelia sau đó mở lòng bàn tay của mình ta ngay lập tức một cây roi màu đỏ bay ra từ lòng bàn tay của anh giống hệt với cây roi trên bàn tay của ophelia ophelia gật đầu nói thảo nào tôi vẫn luôn có hảo cảm với anh tôi còn lo lắng là có phải mình đã thích anh rồi nữa cơ hóa ra nguyên nhân chính là người cùng một gia tộc ngay sau đó cây roi da màu đỏ như máu trong tay của ophelia bỗng quất về phía karen đồng thời trong quá trình đó biến thành một thanh kiếm sắc bét cây roi da đỏ trong tay karen trong nháy mắt cũng biến thành một thanh đao lớn rầm rầm hai lực lượng có thuộc tính giống nhau kiềm chế lẫn nhau ophelia lập tức thu tay lại màu đỏ trong tay tan đi tiểu thư ý của ngài là gì karen cực kỳ nghiêm túc nhìn cô tôi chỉ muốn kiểm tra qua mà thôi xem ra karen tiên sinh thực sự đã từng tu tập ám nguyệt chi nhận anh không chỉ có được huyết mạch ám nguyệt mà còn có được pháp thuật ám nguyệt chi nhận nữa tiểu thư ngài có thể nói rõ ràng mọi chuyện được rồi đảo ám nguyệt có rất nhiều loại thuật pháp nhưng ám nguyệt chi nhận là pháp thuật cao cấp nhất có thể điều động lực lượng ám nguyệt ở trình độ cao nhất cho dù là người trong gia tộc thì cũng có rất nhiều người không thể tu tập pháp thuật này hơn nữa bọn họ cũng không thể am hiểu tường tận pháp thuật này được Nghe đến đó, Karen nhớ lại Bang đã từng nói qua, bởi vì cô đã phân tách và giải thích để cho Karen nhảy cốc qua quá trình dài dòng mỗi đêm phải nhìn mặt trăng máu để cảm nhận và lĩnh ngộ đó. Bởi vì Bang là một tên thiên tài, cô đã giải thích đề bài khó khăn thành một công thức. Karen chỉ cần làm từng bước một theo trình tự của công thức là được rồi. Ám nguyệt huyết mạch, pháp thuật ám nguyệt chi nhận, Karen tiên sinh, anh đã có được tất cả rồi. Như vậy chỉ có một cách giải thích thôi. Cách giải thích gì chứ? Hiện tại Karen cảm thấy rất hứng thú với cách giải thích này. Bởi vì ngay lúc này, đến chính bản thân anh cũng không nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý. Lúc trên xe tôi có hỏi về gia tộc Ellen, ngài đã nói là ngài từng nghe qua gia tộc Ellen. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy ngài đọc nhiều hiểu rộng. Xem ra là tôi đã hiểu nhầm. Vì để thể hiện tình yêu mà tiên tổ từng coi pháp thuật ám nguyệt chi nhận như một món quà để tặng cho tiểu thư bang Ellen. Trong tự truyện của tiên tổ đã giải thích như sau, mặc dù cô ấy không có cách nào sử dụng loại pháp thuật này, nhưng ở trong lòng ông, chỉ có món quà này mới có thể đại diện cho tình yêu sâu đậm của ông. Karen cảm thấy nếu như ông ta tặng đồ có thể sử dụng được thì năm đó ban cũng không đến mức tuyệt tình như vậy. Dù sao cô mèo đen nhà mình từ sau khi ăn cá sóc do mình làm thì lập tức trở nên rất dễ tính, vẫn giống kiểu nhận đồ của người tay ngắn, ăn của người miệng mềm. Vị tộc trưởng trẻ đó tặng cho người khác một món quà mà họ không thể sử dụng, chỉ để cảm động chính bản thân mình, đáng đời bị cho vào quên lãng. Hóa ra những lời nói của tiên năm ấy đều là nói dối để lừa gạt chúng ta. Năm ấy không phải tiên tổ tặng ám nguyệt chi nhận cho tiểu thư Pan, mà là đưa cho đứa con trong bụng của bà ấy. Ophelia đứng lên, nhìn Karen nghiêm túc nói: Karen tiên sinh, anh chính là con cháu của tiểu thư Pan. Karen tôi là con cháu của Pan. Trong đầu Karen lúc này hiện ra hình ảnh con mèo đen mỗi sáng sớm tỉnh dậy bị mình gãi bụng sẽ cuộn người ôm lấy cánh tay của mình đó. Khi diễn viên hài biểu diễn trước mặt anh thì anh sẽ cười rất hạn chế. Bởi vì trong lòng người ngồi dưới khán đài là anh đã có sự chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Chỉ sợ trong trường hợp cực kỳ nghiêm túc và càng thẳng, lại cộng thêm giọng điệu nghiêm túc, chân thành của đối phương thì đột nhiên bị chọc cười. Đột ngột trong nháy mắt như vỡ đê cho nên sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi là một cảm giác xúc động muốn cười to khó mà nén được trong giờ phút này karen chỉ có thể dùng tay che kín mặt mình cả người không chịu khống chế mà bắt đầu rung lên khả năng quản lý biểu cảm ngay lập tức bị mất hiệu lực điều duy nhất karen có thể làm đại khái chỉ là cố gắng để cười không đến mức quá khoa trương nhưng dưới loại không khí đó khóe mắt của anh bắt đầu đỏ ngầu nước mắt cũng chảy ra giàn dụa. không thể nhịn được thật sự là không thể nhịn được nữa. Nhưng cảnh này ở trong mắt của Ophelia lại là vẻ kích động xem lẫn tự dẻo, vẻ giải thoát xen lẫn sự phẫn nộ. Rất phù hợp với hình tượng Karen vừa cảm thấy bất công, vừa đau khổ thừa nhận mình chính là con cháu của tiểu thư Pan. Vốn dĩ anh chính là con cháu của tiên tổ, là quý tộc dòng chính thống trên đảo Ám Nguyệt, có thể nhận được nhiều tài nguyên phong phú và cuộc sống tốt đẹp hơn. Chứ không phải giống như bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình vất vả trèo lên trật tự thần giáo. Cũng do vậy mà dẫn đến hiểu lầm. Ophelia là một người rất cảm tính, từ biểu hiện lúc cô đứng trước mộ của ban và lúc nhìn thấy những dòng chữ trên bia mộ là có thể nhìn ra được. Đồng thời, cô cũng là một người cực kỳ lý tính. Nếu không thì cô cũng đã không có khả năng đảm nhiệm vị trí người đàm phán của đảo Ám Nguyệt. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này khi một người lý tính thông qua quan sát và những phân tích đã có để đưa ra kết luận thì tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó sẽ được cô tự động lý giải để phù hợp với kết luận của mình quan trọng nhất chính là dựa theo suy luận của ophelia tất cả đều có lý cũng đều có căn cứ rõ ràng dựa vào những chứng cứ đang có loại trừ những nhân tố không thể xảy ra thì điều cuối cùng còn lại chính là đáp án này điều duy nhất cô không ngờ tới chính là bản thân karen chính là nhân tố không thể xảy ra đó loại nhân tố không thể xảy ra này thậm chí ngay cả điếc cũng không có cách nào khống chế hết được từ đầu đến cuối biết chỉ là sắp xếp cho Karen một con đường sau đó để chính anh tự bước đi bởi vậy mới nói rằng dùng tư duy lý tính để suy đoán một sự việc không hề có tính logic thì chỉ có thể đạt được một kết luận nhìn rất có lý nhưng thực ra là vô cùng hoang đường về khách quan mà nói đã từng làm người dẫn chương trình đêm hội kể chuyện la giai ở đài truyền hình thành phố la giai đã tìm ra được một quan điểm để giải thích rất thỏa đáng đó chính là dùng ánh mắt nhìn thần để nhìn thiếu gia nhà mình kết quả là không chỉ tất cả mọi quan sát đều rất phù hợp mà còn tìm ra một con đường mà ngay cả con chó tà thần trong nhà cũng không thể tưởng tượng được karen vẫn đang cười anh ngồi ở chỗ của bụng mặt nhúng nhúng vai thỉnh thoảng còn dùng tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nhiều lần muốn dừng lại nhưng chỉ cần trong đầu hiện ra dáng vẻ của pan cô đeo một chiếc khăn ăn ở quanh cổ uống cà phê năn nỉ mình nấu món cá sốc cho cô không nhịn được thật sự là nhịn không được nữa ophelia đi vòng qua bàn trà đến bên cạnh karen và nhìn anh ngay sau đó cô dang hai tay ra ôm vai của karen sau khi làm động tác này cô lại cảm thấy hơi không phù hợp những động tác của chân tay không thể biểu đạt được cảm xúc mà cô muốn thể hiện Cô là thiên tài của ám nguyệt, có xuất thân cao quý, huyết thống thuần khiết, cô có tài năng hơn người lại có suy nghĩ chính chắn, tuy nhiên, rốt cuộc cô vẫn còn trẻ. Định nghĩa của thiên tài đại khái chính là học mọi thứ nhanh hơn người khác. Nhưng không có nghĩa là họ không bị luống cúng, mất phương hướng và cảm thấy xa lạ khi vừa bắt đầu tiếp xúc với những cái mới. Cũng giống như một tuần này, cô muốn dùng cách tâm sự riêng với karen để anh mở lòng với cô xây dựng một nền tảng tình cảm để karen có thể tự nói ra bí mật của anh hoặc làm cô phỏng đoán nhưng kết quả lại thành ra cô làm cho chiến thuật giao lưu và xây dựng tình cảm cũng chính là chiến thuật tình cảm chân thành dạt dào trở thành chiến thuật làm hao mòn sức lực đối phương rất nhàm chán và khô khan sau đó cô hít một hơi thật sâu rồi cúi người ông karen nhẹ nhàng nói anh đã chịu khổ rồi Cô đã hòa hai loại cảm xúc vào với nhau, đó là sự ấy nấy của tiên tổ đối với tiểu thư Pan và sự ấy nấy vì Karen vốn là con cháu dòng chính của tộc ám nguyệt mà phải phiêu bạc bên ngoài. Ophelia cảm thấy mình người phát ngôn trong đoàn đại biểu của gia tộc ám nguyệt, đó đó theo lý thường nên thay mặt cho gia tộc ám nguyệt đứng ra thể hiện thái độ đối với con cháu của tiểu thư Pan. Cô cảm thấy mình nên làm như thế, cũng có thể làm như thế. Còn về việc nếu như cùng một thân phận và hoàn cảnh nhưng đổi lại thành người khác Cô có làm động tác này nữa không thì cô chưa hề suy nghĩ đến. Còn có một ý nghĩa khác là chỉ khi xử lý tốt vấn đề tình cảm trước thì lúc thương lượng những vấn đề tiếp theo mới suôn sẻ hơn. Sở truyền giáo ở trên đảo Ám Nguyệt vẫn chưa được xây dựng đâu, đồng thời cho dù đã được xây dựng thì một đám tín đồ của đảo Ám Nguyệt đã nhận được sự công nhận thân phận cũng rất khó để phát triển trong trật tự thần giáo. Bởi vì trật tự thần giáo chắc chắn sẽ dùng hết sức để đề phòng và chèn ép họ nhưng trước mắt mình lại có một người trong tộc đã thành công xâm nhập vào bên trong trật tự thần giáo cuối cùng thì karen cũng khống chế được cảm xúc của mình anh muốn giơ tay nhẹ nhàng đẩy cái ôm của tiểu thư ophelia ra từng không đẩy được dùng sức hơn nữa lại phát hiện đối phương càng ôm mình chặt hơn ophelia lẩm bẩm nói gia tộc sẽ đền bù cho anh karen hành động muốn đẩy cô ra của Karen bị cô cho là cảm xúc khó chịu của người con bị gia tộc bỏ rơi đối với gia tộc của mình, cô nên an ủi anh. Karen cảm thấy cảnh này hơi quen thuộc, anh bỗng nghĩ đến cuốn ngày nghỉ y Lốc mà mấy tối hôm trước vừa đọc, nam chính và nữ chính cũng có động tác tương tự. Karen mở miệng nói, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta nên ngồi xuống, bình tĩnh thảo luận một số chuyện. Anh không quen với việc tiếp xúc cơ thể với người khác giới như thế này. Về phần PA và Fanny, ở trong mắt anh thì hai người không phải là con gái theo nghĩa truyền thống nữa. Được. Ophelia buông lỏng tay ra, hai tay của cô đặt ở phía trước nhưng hơi hoang mang không biết phải làm gì. Karen thì lấy ra hai chiếc khăn tay, xoa xoa khóe mắt của mình, sau đó cầm cây kẹp lên gắp đá lạnh bỏ vào chén của cả hai người rồi rót nước vào. Nâng chén lên, uống một ngụm, có cảm giác dạ dày hơi co bóp. Uống nước đá trong tình trạng bụng đang trống rỗng cũng không phải cảm giác thoải mái gì. Hai, đáng ra mình nên ăn trước rồi mới tới. Hay là đây chính là quả báo? Nếu như đói bụng là quả báo thì lúc trước mình bố trí một tên đàn ông cho Pan, còn bây giờ Pan lại trở thành tổ tiên của mình. Có phải đây cũng là quả báo hay không? Ophelia ngồi xuống ghế sofa phía đối diện, đưa tay vuốt ve thanh kiếm dài vốn đang để ở dưới đất một cái, thanh kiếm nhẹ nhàng rung lên. Tôi lấy ám nguyệt để thề, tất cả những lời nói sau đây đều xuất phát từ nội tâm rất chân thành không hề dối gian. Thanh trường kiếm tản ra ánh hào quang màu đỏ nhạt, dường như đang đáp lại Ophelia. Đây là Ophelia đang thể hiện cho Karen cho thấy thái độ của cô. Nhưng Karen đã từng trải qua một cảnh tương tự. Đó chính là lần đầu tiên gặp mặt bá tước Rika, ông ấy đã dùng tín ngưỡng với biển cả để yêu cầu mình không được nói dối. Cho nên, hành động này của Ophelia chỉ là đối với một mình cô ấy hay là đối với cả hai phía, Tính cả người ở trong khoảng cách rất gần là mình đây. Karen miếm môi, đợi sau khi trở về anh sẽ cố ý đi hỏi thăm Bang và Kevin, khi đối mặt với cục diện như vậy thì nên giải quyết như thế nào. Bởi vì trong cuộc sống thường cần một ít lời nói dối thiện ý. Một lần nữa Ophelia chủ động mở lời. Gia tộc sẽ không bắt anh làm bất cứ chuyện gì. Không chỉ như vậy, gia tộc sẽ cung cấp một số trợ giúp cho anh vô điều kiện giúp đỡ anh đạt được sự phát triển tốt hơn ở trật tự thần giáo. Bởi vì anh không có trải nghiệm sinh hoạt ở trên đảo nên anh không biết sự đề phòng của các giáo hội lớn đối với tộc Ám Nguyệt chúng ta hà khắc như thế nào. Anh có thể xem như đây là một khoản đầu tư của gia tộc dành cho tương lai. Tất nhiên là loại đầu tư này sẽ tăng dân theo sự tăng lên về cấp bậc và chức vị của anh. Bây giờ tôi muốn biết chính xác thực lực của anh. Cái này là để sau khi tôi trở về có thể dễ dàng xin gia tộc đầu tư tài nguyên và nâng đỡ nhiều hơn. Karen lại cầm lấy chén nước, uống một ngụm. Đêm mai là tiệc chia tay, con thuyền trở về sẽ rời cảng vào ngày mai. Bởi vì số ngày tiến hành hội nghị dài hơn trong dự tính rất nhiều nên trên đường về sẽ khá gấp gáp. Nói cách khác, tốt nhất là tối hôm nay chúng ta sẽ xác nhận hiệp nghị đã đạt được trước đó. Không phải đã nói là tiểu đội của chúng tôi sẽ hộ tống tiểu thư về đảo Ám Nguyệt sao? à hôm nay tôi vừa nhận được tin vốn dĩ là bố trí như vậy nhưng việc bố trí này đã bị hủy bỏ rồi bị hủy bỏ rồi ư đúng vậy tôi còn tưởng rằng thần tôi tưởng rằng do cấp cao của trật tự thần giáo vì thế còn đi khiếu nại muốn truyền đạt ý nghĩ và yêu cầu của tôi đến bọn họ nhưng lại nhận được phản hồi người hủy bỏ nhiệm vụ hộ tống trở về chính là đội trưởng của anh đội trưởng có thể là do chuyện xảy ra tối hôm trước người bị thương trong đội ngũ của các anh chưa phục hồi lại hoặc là đội trưởng của các anh có sự tính toán khác không muốn lãng phí thời gian đi thuyền lên đên trên biển cả nữa sao thế anh không biết ư tôi là vệ sĩ thân cận của ngài trong tình huống bình thường sẽ không tiếp xúc với đồng đội đang ẩn thân bên ngoài nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha